đến mùa hoa hồng rồi nha các bác nhé. Đặc biệt là cái hồng cổ Sapa này, này bắt đầu đẹp rồi. Bên kia em nhìn thấy cái cây hoa hồng của Hải Phòng rất là đẹp, hồng leo đây, form nó đã bắt đầu vào form, rất hoa rất là thắm rồi. Thì cây hồng cổ Sapa này em thấy là bắt đầu nó đẹp, chứ còn phía cái hồng đào thì nó chưa đẹp lắm đâu. Cái cổ Sapa bắt đầu đỉnh rồi đây. Nó chưa phải là tuyệt vời hẳn nhưng mà về cơ bản là ok rồi các bác nhé. Em vẫn còn rất là nhiều hồng nhé. Vừa rồi em đã đánh một số vào chậu và vào bầu, tuy nhiên là vẫn còn rất nhiều. Đây, đây có cái cành này chặt, nó chết ở dưới, chưa rút lên. Đây, rất là đẹp. Cho nên là bây giờ nếu mà các bác có hồng ấy, thì các bác chăm mạnh vào, chăm mạnh vào để nó có những lứa hoa đẹp nhé. Một lứa hoa hồng là 45 đến 50 ngày tùy theo thời tiết lạnh hay là ấm. Năm nay thì tầm này bắt đầu nó lạnh rồi. Nó lạnh thì nó cũng không phải quá lạnh nhưng mà về cơ bản là nó đã lạnh rồi. Đấy. Nếu mà các bác chưa hoa hồng ấy mà thì các bác có thể là tính cắt tỉa để chuẩn bị chơi Tết được rồi. Ví dụ như là tầm mùng 5 đến mùng 10 tháng 11 hàng năm ấy thì các bác có thể cắt để chơi Tết. Không thì nhiều bác cắt sâu ấy, không chăm sóc tốt mà cắt muộn quá thì nó lại không trúng lứa Tết. Đấy. Rất đẹp phải không các bác? Các bác có thể chiêm ngưỡng nhé, rất là đẹp. Và cảm ơn các bác.